Chào các bạn, trên tay mình đây là cái bộ adapter USB-C của Canon. Thì nó có mã là BDE1. Thì mục đích của mình mượn cái bộ adapter này về chủ yếu là mình test thử cái khả năng sạc trực tiếp bằng cái cổng USB-C trên cái chiếc 1DS Mark 3. Vì hồi mình ở bên Mỹ thì đại diện Canon họ nói là cái cục pin đi theo máy của EOS 1DS Mark 3 này có thể sạc được bằng USB. Nhưng mà mình thử, mình cắm bằng cái cục adapter máy tính, cái máy mắc của mình nó không sạc được, và mình thử bằng pin dự phòng cũng không sạc được đó. Và tới bây giờ thì mình mới mượn được cái adapter C của Canon, chính thức của Canon để mình thử, thì cuối cùng nó cũng sạc được. Rồi, đây là cái ngoại hình của cái cục BDE1. Thì các bạn có thể thấy là nó với cái hoàn thiện của nó rất là tốt, nó đẹp, nhưng mà cái khối lượng nó hơi nặng và nó hơi bự. Ngoài ra chúng ta có hai cái cục chống nhiễu ở hai đầu dây giúp thử cái nhiễu trong quá trình truyền dữ liệu hoặc là truyền điện đó. Rồi, cái cục BDE1 này nó có nguồn vào là từ 100V tới 240V, từ 50 tới 60Hz, và cái nguồn ra của nó là 5V 3A cũng như là 9V 3A. Thì vì sao chúng ta phải xài cái cục này mà chúng ta không xài những cái cục adapter bình thường? Thì mình kể cho các bạn một cái câu chuyện buồn là hồi xưa mình có mượn một cái chiếc Canon RP. Đây, Canon EOS RP. Và đây là cái main của chiếc RP đó. Sau một lần mình cắm cái cục sạc dự phòng, cắm USB-C vào đây và cắm sạc, sau đó là lên đường cái main này luôn đó. Và mình tốn hết gần 8 triệu mấy để thay cái main đó, tại vì cái nguồn của nó không ra không ổn định đó. Thì cái cục adapter này của Canon nó giải quyết cho chúng ta cái vấn đề là chúng ta có thể cắm trực tiếp vào cái những cái dòng máy như là Canon EOS R, Canon EOS RP, RA. RA là cái dòng R mà chụp thiên văn, cũng như là cái dòng M6 Mark 2 hay cái dòng PowerShot G5 Mark 2 hoặc là G7 Mark 3. Rồi, và cái mục đích là chúng ta sạc trực tiếp lên cổng USB của máy, thì cái cục BDE1 này nó có thể giúp các bạn sạc qua cái strip pin BCM2 đó. Thì khi các bạn có thể gắn hai cái viên pin LBE6N trực tiếp vô trong máy và không cần phải gỡ ra, thì các bạn vẫn sạc được bằng cái cục này. Thì hiện tại cái cục adapter Canon BDE1 này có giá bán ra chính hãng thì nó khoảng cỡ 190 đô, nó khá là cao. Nhưng mà mình thấy trên BH hay gì đó thì nó có một số cửa hàng nó bán khoảng chừng 100 đô thôi. Thì nếu mà giá 100 đô thì khá là tốt cho các bạn sử dụng một cái sản phẩm chính hãng để sạc cho cái thiết bị của mình mà không sợ nó phải hư giống như mình. Đó, này là kinh nghiệm rất là xương máu. Ok, xin cảm ơn các bạn. Rồi, vậy thôi.